Rồi bây giờ các bạn sẽ bắt đầu nè, mình có con số ví dụ như là 1, 2, 3, 4, 5. Thì mục đích của mình sẽ tách số 5 ra. Rồi để mình đọc cái số 5 này lên. Đó, tách số 5 ra. Như vậy số 5 này làm sao để tách? Số 5 này làm sao để tách? Có bạn nào nêu cho thầy ý kiến làm sao dùng các phép cộng trừ nhân chia, chia dư, chia nguyên gì đó, làm sao để tách được số 5 ra? Này lấy điểm cộng nhé. Rất đơn giản. Chứ chúng ta không dùng tách chuỗi nó hơi khó, phức tạp hơn. Chúng ta dùng cộng trừ nhân chia đi. Làm sao lấy được số 5 ra Trừ nè? Cái năm con á thầy. số trừ 5, làm sao mình biết nó bằng 5 mà trừ? Nó là một số bất kỳ mà. Tại vì mình cho 1, 2, 3, 4, 5 chứ mình cho một số bất kỳ thì mình làm sao mình biết nó là số mấy? Đó, số bất kỳ vậy thì mình đâu biết nó là số mấy đâu. Rồi, như vậy nếu mà các bạn không biết thì một con số nó sẽ có giá trị từ mấy đến mấy? Một con số thôi nha. Một chỉ số hàng đơn vị thôi là nó có thể từ mấy đến mấy? Từ không Một đi. vô một, từ 0 cho đến 9. Từ 0 cho đến 9. Vậy thì mình có thể tách nó ra bằng cách dựa vào một phép chia, và chia này là chia lấy dư. Cái này là trong Excel cho nên là thầy phải dùng hàm MOD, còn trong trong C thì thầy sẽ dùng cái gì? Gì các bạn? Dấu phần Dấu phần trăm. trăm. Ok. Như vậy trong C thì mình sẽ dùng dấu phần trăm ha. Còn ở đây thì mình dùng tạm cái hàm MOD để cho các bạn thấy là mình dùng lấy dư. Cái này là trong C mình sẽ dùng cái dấu phần trăm. Đó, dấu phần trăm để mình lấy ra số 5. Sau khi mình lấy số 5 rồi, mình muốn lấy cái số 4 này thì bằng cách là các bạn sẽ chia cho 10. Đây, mình thử. Mình lấy cái này mà mình chia cho 10. Nó ra số lẻ đúng không? Và mình chỉ lấy phần nguyên thôi. Phần nguyên Lấy là phần 4, nguyên thôi. giá cuối của 4. Là 1, 2, 3, 4. Như vậy chỗ này ở trong C á thì nó hay có một cái á, là khi mà bạn chia cho 10 giống như thế này nè. Chia cho 10 giống như thế này. Mà kiểu của mình đang xài cái số này, thầy đang dùng kiểu là lon. Thầy đang dùng kiểu lon. Thì nó sẽ tự động nó ép cái kết quả là về 1, 2, 3, 4 thôi. Ép kết quả về 1, 2, 3, 4 thôi. Chứ không có cái phẩy năm. Bởi vì kiểu lon của mình là kiểu giống như integer, kiểu số nguyên nhưng mà dài. Còn kiểu integer là số nguyên mà ngắn, là số lượng số nó ít đó. Đó, cho nên là trong C của mình thì mình ép kiểu được như vậy. Còn nguyên tắc thì mình sẽ dùng hàm in, tức là bất kỳ bằng ngôn ngữ nào đó mình chỉ lấy phần nguyên của phép chia này. Được không? Hiểu được chỗ này mình lấy được số 1, 2, 3, 4 không? Tương tự như vậy, chỗ này mình cũng dùng hàm mod cho 10 mình lấy được số 4. Phải không? Phần trăm vậy phải. Rồi, tương tự chỗ này mình cũng lấy được phần nguyên thì mình lấy 1, 2, 3. Chỗ này mình lấy được số 3. Chỗ này lấy được 12. Chỗ này lấy được số 2. Chỗ này lấy được 1. Chỗ này lấy được 1. Và chỗ này khi nào có kết quả mà phép chia này bằng 0, tức là hết số rồi, không chia được nữa, thì dừng. Được không? Ví dụ chỗ này thầy cho vô đây số 6 đi, là nó vẫn còn. Đó, thầy copy cái này đi xuống dưới này cho các bạn thấy. Rồi,
Như vậy đến đây là chúng ta dừng nè. Nhưng mà giả sử cái này nó dài hơn nữa, này là số 7 thì nó phải xuống dưới dòng 8. Ví dụ chỗ này là số 9, số 8 đi, là nó xuống dưới đến dòng 9 nè. Đó. Ví dụ chỗ này là số 9 đi, là cái số 1 này nó nhảy đến dòng 10 nè. Như vậy thì cũng chừng đây phép toán thôi. Chừng đây phép toán. Mà chúng ta lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại cho đến khi nào kết quả mà chúng ta chia bằng 0 thì chúng ta dừng. Hiểu được chỗ này chưa? Mình hiểu đến đây cái đã rồi, lập trình mình làm sao mình tính sao. Được không? Dạ được. À, có bạn nào không được lên tiếng giúp thầy nè. Ủa thầy, giảng lại cái khúc mà 0000 dưới thầy. À, lúc mà mình lập trình thì cái này nó không xảy ra. Lúc mình lập trình là mình đã chặn đến đó rồi. Nó chỉ đến đây là nó dừng. Đó, đến đây là nó dừng. Cho nên là chúng ta chặn rồi. Nhưng mà nguyên tắc mình biết tại sao nó xuất hiện số 9 không? Ví dụ ở đây mình cho một cái dãy ngẫu nhiên. Đó. Xuất hiện số 4, 2, 3, 1, 4, 3, 2, 4. Thầy. Ừ. Thầy cho bạn Thương vô học kìa. Rồi. Như vậy thì các bạn thấy là với một dãy số bất kỳ thì mình sẽ dùng hai phép toán. Một phép toán mình lấy cái số cuối cùng là lấy ra số 4. Một phép toán là lấy ra những số của cái hàng trên trước đó. Ví dụ ở đây là hàng đơn vị thì số 2 là hàng chục, thì mình sẽ lấy từ hàng chục trở về trước. Và tương tự như vậy mình sẽ tách dần ra từng số ở đây. Như vậy mình làm được điều này. Được chưa? Bây giờ mình sẽ lập một cái chương trình và mình chỉ tách và mình ghi ra thôi. Như vậy thì ở chỗ này nó có một cái vòng lặp. Chúng ta dùng đến một cái vòng lặp. Lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại. Mà số vòng lặp này mình không biết là mấy lần hết. Nó phụ thuộc vào cái độ dài của chữ số này. Độ dài. Nó là mấy số. À, thì nó lặp mấy lần. Như vậy các bạn học thêm giúp cho thầy cái này. Học thêm dần dần rồi từ từ hiểu. Chúng ta sẽ nêu một cái file mới. Inloop.io stream. Rồi st using name space std in main. Có bạn nào đến bây giờ là không viết được code không? Có bạn nào phải phải nhìn nhìn code mẫu viết không? Rồi bây giờ mình sẽ nhập vào một số. Chấm phẩy cin. Mình thiếu long. Thầy dùng kiểu dài. Số. Rồi tí nữa cần gì thì tính tiếp. Trên chuỗi. Đó. Cin vào số chấm phẩy. Cl số vừa nhập. Số chấm phẩy. Rồi. Mình thử như vậy thôi, demo. Chuyển chuỗi thành số. Chuyển chữ số thành chữ V2.
biên dịch. Ok, không lỗi, chạy. Nhập vào một số 1, 2, 3, 4. Cái này là nó đã biên dịch cái cũ rồi, nó chạy cái cũ rồi. Rồi, ok. Như vậy số vừa nhập là 45. Bây giờ nhiệm vụ của mình là mình sẽ dùng vòng for để mình tách số ra trước đã. Rồi tính sau. Tách số ra trước rồi tính sau. À, số vừa nhập. Bây giờ mình không cần đến cái này nữa. Tách số ra trước rồi tính sau. Như vậy thì chúng ta sẽ có một cái vòng mà lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại thì chúng ta cái vòng đó gọi là vòng lặp while. While nó sẽ cho phép chúng ta lặp đi lặp lại một cái đoạn lệnh nào đó. Như vậy cái đoạn lệnh của mình nó sẽ có hai phần. Phần thứ nhất là thầy xem thử là cái phép chia số nguyên á, chia này nè, phép chia này, phép chia mà lấy nguyên này nè, nếu mà chưa bằng không, chưa bằng không thì vẫn vẫn làm tiếp. Như vậy vô đây thầy sẽ lấy một cái kiểm tra, phải kiểm tra thử trước nha, kiểm tra trong khi, đây là cấu trúc của vòng lặp, trong khi mình sẽ lấy cái kiểm tra này bằng số chia cho 10, kiểm tra bằng số chia 10, trong khi kiểm tra không bằng không, không bằng không, nhìn đi là tí này giải thích ha, không bằng không thì làm gì? Thì việc đầu tiên của mình là mình tách để lấy cái phần phần dư. Chỗ này mình thêm một cái biến nữa là dư, số dư. Vậy mình sẽ xuất cái số dư ra, dư bằng số mod cho 10. Như vậy là mình đã lấy được số dư Cout dư. Đó, chấm Cout dư end line. Rồi, ok. Sau đó mình sẽ có số bằng số chia 10. Đây, số bằng số chia 10 là mình làm cái này đây. Ví dụ như trên này là đây, 1, 2, 3, 4. Thì số bằng số chia 10 tức là bằng 1, 2, 3. Số bằng số chia 10 là bằng 12. Số bằng số chia 10, 12 mà nó chia 10 thì nó còn còn lại phần nguyên là một thôi. Đó, phần nguyên sau khi mà chia 10 là nó như vậy. Số bằng số chia 10. 12 chia 10 là nó ra một phẩy mấy á. Cho nên mình chỉ lấy phần nguyên thôi là nó Hay ra có bạn thương vô chưa thầy? ra 10. Ok. Ok. Đứng luôn rồi. Nó chờ lâu quá rồi sao đứng luôn rồi. Mấy bạn còn thấy cái màn hình thầy share không? Dạ còn.
Còn mà sao của bạn Thương này nó đứng Chơi yên cho. rồi Thương vô chưa đây? Xóa chìm rồi. Chỗ này số luôn đi, số nếu số không bằng không, nếu số không bằng không, ok. Rồi mình thử chạy thì nó in ra cái gì ha, chạy chạy đi coi, biên dịch không lỗi, chạy 1 2 3 4. Rồi nó in ra là 4 3 2 1. Đúng ý mình chưa? Đúng không? Như vậy đến đây một cái đoạn code ngắn như vậy thôi. Chúng ta chưa cần làm gì nhiều hết, một đoạn code ngắn thôi. Như vậy là chúng ta đã tách một cái dãy, một cái số mà mình đã nhập vào. Cái số mình nhập vào ra từng chữ số một, từng chữ số. Đó. Như vậy cái này mình bỏ đi cho nó gọn. Đó, đoạn code như vậy thì các bạn thấy là mình ok chưa? Đoạn code của chúng ta như vậy. Rồi. Chưa hiểu chỗ nào, các bạn nói giúp thầy. Dạ thầy, thầy phóng màn hình bự giùm em, bự trong thầy em chưa thấy rõ. Ừ, ok, cho size nó lớn lên đi. Trước mình sửa đâu nữa. Option. Font 14. Ok. Được chưa? Nhập vào một số CIN số trong khi số khác không, số khác không thì mình lấy dư là bằng số phần trăm 10, sau đó xuất cái dư ra, rồi số bằng số chia 10. Tại vì mình dùng kiểu long và kiểu integer nha, cho nên nó tự ép kiểu. Ví dụ như của mình lúc nãy là một con số là 1 2 3 4 mà mình không có lấy nguyên á. Ví dụ chỗ này số là bằng số chia cho 10, đó là nó ra số lẻ nè, 123,4 nè, hoặc là 12,3 nè, 1,2 nè, 0,1 nè. Đó, như vậy thì các bạn thấy là khi mà mình dùng kiểu nguyên á thì nó cho phép mình tính ra là nó tự động nó ép kiểu về thành 0, 1, 12, tức là lấy phần nguyên thôi. Lấy phần nguyên thôi. Đây là code của mình. Code này ok chưa? Rồi tiếp ha, Rồi thầy. thầy sẽ dùng một cái chương trình khác, thầy chuyển đổi số thành chữ. À bây giờ thầy chuyển đổi số thành chữ nè, thầy viết một cái đoạn chương trình khác, số thành chữ, mình muốn ghi cái gì ghi ha, số thành chữ. Đây là mình viết một cái đoạn code để tí nữa mình dùng.
lặp đi lặp lại cái đoạn code này là số thành chữ, số tu chữ. Mình đưa cái gì vô đây? Mình đưa kiểu số vô. Số. Cái này là biến ha. Mình đưa vô tí nữa các bạn sẽ thấy thầy gọi nó. Như vậy cái số này nó có thể chạy từ 0 cho đến 9. Thì hôm trước mình làm cái bài rồi là 6K. Xích số. Hỗ trợ số. Đó, xích số. Rồi gì nữa nào? K1. K1 không. Không, không. Không. Thì ở đây mình sẽ có là mình lấy cái chuỗi mình gán về cái hàm này luôn. Nếu như không thì trả về cho mình là không. Đó, à, trả kết quả luôn. Đúng rồi, trả kết quả luôn. Khi mà bạn return thì không cần break. Đã return rồi thì không cần break. Bởi vì nó thoát luôn. Vậy còn cái chương trình con voi khi nào dùng vậy? Voi, rồi cái đó để tính sau. K1 2 chấm. Return 1. Rồi, mình thử chạy chừng đó thôi. F9. Quan trọng là lỗi hay không lỗi. Rồi, không lỗi. Rồi, xuống đây. Mình sẽ xuất ra số dư là 1. Mình xuất tiếp ra. Xuất tiếp ra. Một cái nữa là số thành chữ của cái số đó là gì? Của cái dư chứ. Của cái dư. Của cái dư. Nó dư 5 thì nó ghi cho mình chữ 5. Nó dư 1 thì nó ghi chữ 1. Bây giờ cái của mình mới làm là 10 thôi. Mình mới làm 10 thôi. Cho nên là mình chạy lại. Mình gõ vô đây là 10011, ví dụ vậy. 11001. Thấy chưa? Nè. 10001. Như vậy mình đã tách được số, mình đã chuyển từng số thành chữ được rồi. Kịp chỗ này không? Cái hàm này là mình mới viết nè, mới viết ở trên nè. Số to chữ nè. Đây. Đoạn này là mình mới viết đây. Mục đích của mình là đưa vô một số, kiểm tra xem số đó tương ứng với chữ gì. Nếu số 0 thì tương ứng với chữ 0. Gán ra cái tên chương trình. Như vậy sau khi mà cái tên, sau khi mà kết thúc cái hàm này đó, thì cái hàm này nó sẽ mang cái chữ 1, chữ 0 hoặc chữ 1, chữ 2, chữ 3, chữ 4. Được chưa? Như vậy khi mà mình truyền cái số dư vô đây, ví dụ mình truyền vô số 0, thì cái hàm này nó tự động, nó trả về chữ 0. Kịp chỗ này không? Hả? Rồi, bây giờ các bạn nhìn cái code này và viết lại cho thầy. Viết lại cho thầy. Nhìn cái code và viết lại cho thầy. Để nhập vô một số bất kỳ từ 0 đến 9, nó đều xuất ra giống như thầy xuất. Đây. F11. Các bạn thử lại ha. Tại vì thầy mới làm 01 thôi. Còn các bạn làm đầy đủ từ 0 đến 9 luôn. Đó. Mình sẽ nhập vô đây. 101001. Đó, nó xuất ra dạy cho thầy là xong. Rồi tí nữa mình làm tiếp. Được không? Dạ được. Rồi,